Nutrilite ra mắt tài liệu đầu tiên về sự thiếu hụt dinh dưỡng của con người. Năm 1972, Nutrilite Products Inc. trở thành một phần của tập đoàn Amway. Năm 1989, khoa y tế dự phòng CF Rainbow được thành lập tại Đại học Y khoa Stanford. Năm 1998, số lượng trang trại hữu cơ tăng lên gấp đôi. Mỗi địa điểm đều được chọn lựa kỹ càng để đảm bảo cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt từ khâu chọn hạt giống đến thành phẩm. Năm 2002, Nutrilite được công nhận là nhãn hiệu vitamin và khoáng chất được trồng trọt, thu hoạch và chế biến trên chính các trang trại hữu cơ được chứng nhận của mình. Năm 2004, Viện Tư vấn Sức khỏe Nutrilite thành lập Ban Cố vấn Khoa học. Tham gia vào Ban Cố vấn là các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe. Năm 2012, nghiên cứu của Nutrilite về sự thiếu hụt dưỡng chất thực vật trên người Mỹ và người Hàn Quốc được công bố trên báo Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Năm 2013, ra mắt dòng sản phẩm Body Key by Nutrilite và True VBT by Nutrilite, gồm những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giúp kiểm soát cân nặng và làm đẹp từ bên trong. Sản phẩm Nutrilite có mặt tại hơn 64 quốc gia trên thế giới. Năm 2014, Nutrilite tổ chức kỷ niệm 80 năm giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn nhờ chế độ dinh dưỡng tốt hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn, vì các bạn chính là những sản phẩm tốt nhất của sản phẩm và giúp Nutrilite đạt được vị trí là nhãn hàng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng có doanh thu đứng đầu thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cần cung cấp cho cơ thể 5-9 khẩu phần, 400 gram trái cây và rau củ mỗi ngày. Bạn có biết lý do tại sao không? Bởi vì trái cây và rau củ giúp bạn có sức khỏe tốt hơn cho hôm nay, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và nguồn năng lượng của cơ thể. Trái cây và rau củ giúp bạn có sức khỏe tốt hơn trong tương lai, chung giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Tại sao cần dưỡng chất từ thực vật? Bạn có biết trái cây và rau củ Xin chào và mừng các cô bác và các anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Rất là vui là hôm nay Hiền được làm MC kết nối cô bác và các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Thì cô bác và anh chị có nghe thấy Hiền nói không ạ? Để cho Hiền chàng số 1 để Hiền biết được là đường truyền của chúng ta vẫn tốt và Hiền xin được làm quen với cô bác và anh chị ạ. Hiền xin tự giới thiệu, cảm ơn cô bác và chị. Hiền xin tự giới thiệu, Hiền tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hiền, Hiền đến từ Chí Ninh, Hải Dương và hiện nay thì Hiền đang làm phân phối một số sản phẩm về chăm sóc sức khỏe. Rất vui cho Hiền là rất là may mắn là Hiền được tham gia vào cái dự án chăm sóc sức khỏe chủ động. Hy vọng là sẽ rất là được mang nhiều những cái kiến thức, chia sẻ nhiều kiến thức đến nhiều người cùng lan tỏa cái việc chăm sóc sức khỏe chủ động để mỗi người chúng ta ai cũng có những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm để tự chăm sóc và bảo vệ cho sức khỏe cho chính bản thân mình. Và trong cái chuỗi dự án chăm sóc sức khỏe chủ động này thì hôm nay chương trình của chúng ta sẽ được nghe một bạn trẻ đến từ Hà Nội, đó là bạn Hoàng Hiếu. Bạn đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc
chăm sóc sức khỏe và bạn cũng là một trong những người đầu tiên tham gia vào cái dự án chăm sóc sức khỏe chủ động này. Cô bác và anh chị có thể cho bạn Hoàng Hiếu một tràng số 2 để mời Hoàng Hiếu lên chia sẻ với chúng ta được không ạ? Hoàng Hiếu sẽ chia sẻ với chúng ta một Hiền xin bật mí là Hoàng Hiếu sẽ chia sẻ một chủ đề rất là quan trọng. Dạ, xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Xin mời Hoàng Hiếu ạ. Dạ vâng, lời đầu tiên thì Hiếu xin gửi lời chào đến các cô bác anh chị đang có mặt trong phòng Zoom của chúng ta tối ngày hôm nay ạ. Xin chúc cả nhà mình sẽ có một buổi tối vui vẻ và sẽ có những cái thu hoạch nhất định, được không ạ? Và Hiếu xin tự giới thiệu làm quen với cô bác anh chị. Hiếu tên đầy đủ là Hoàng Thị Minh Hiếu, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Và Hiếu đang phân phối các sản phẩm tiêu dùng hữu cơ, cũng đồng thời là tham gia vào dự án chăm sóc sức khỏe chủ động. Và ngày hôm nay thì Hiếu rất là vui khi mà đại diện cho ban tổ chức sẽ chia sẻ cùng cô bác anh chị một cái chủ đề về chăm sóc sức khỏe, và Hiếu sẽ xin chia sẻ bằng slide được không ạ? Dạ vâng, không biết là chị Hiền đã nhìn thấy slide của Hiếu chưa ạ? Nhìn thấy rồi Hiếu ạ. Dạ vâng ạ. Một lần nữa thì chào mừng tất cả cô bác anh chị đến với dự án chăm sóc sức khỏe chủ động. Và điều đầu tiên thì Hiếu muốn giao lưu với cô bác anh chị là cuộc sống này thì là chúng ta nỗ lực vì điều gì ạ? Cô bác anh chị có thể là chat vào khung chat giao lưu cùng Hiếu được không ạ? Dạ vâng, có phải chúng ta rất là nỗ lực vì gia đình mình không ạ? Vì con cái, vì nhà cửa, vì xe hơi đúng không ạ? Vì của cải vật chất, địa vị, những chuyến du lịch, và có nhiều người rất là nỗ lực vì sự nghiệp đúng không ạ? Nhưng cô bác anh chị biết không ạ? Tất cả những cái thứ mà kể trên ý, thì cực kỳ quan trọng đối với cuộc sống của một con người. Nhưng nó sẽ là những con số không, không có nghĩa nếu thiếu đi điều này ạ. Đó là cái vị trí số 1, chính là sức khỏe ạ. Vậy thì cái vị trí của sức khỏe có phải là quan trọng số 1 đúng không ạ? Và theo cái công bố của tổ chức WHO ấy, các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe đó là gì ạ? Đó là việc di truyền thì sẽ chiếm 15%, khí hậu sẽ ảnh hưởng 7%, xã hội 10%, bác sĩ sẽ giúp chúng ta 8%, và cái điều quan trọng ấy là việc tự giữ gìn sức khỏe chiếm đến 60% những yếu tố này. Vậy thì những cái nguyên nhân nào gây nên bệnh tật ạ? Có phải là từ những cái thứ mà chúng ta đưa vào cơ thể mình, là đó là từ nguồn thức ăn ô nhiễm, nguồn không khí hay là nguồn nước đúng không ạ? Những cái căng thẳng stress của cuộc sống hiện đại với cái thói quen lười vận động, hay là thậm chí là cái việc mà thức khuya ấy cũng cực kỳ gây hại cho cơ thể, cho sức khỏe của chúng ta. Và còn một cái yếu tố nữa, cô bác anh chị biết không ạ? Đó là cái cảm xúc tiêu cực ấy. Thì cái sự lo lắng sẽ gây hại cho dạ dày, căng thẳng thì hại cho tim, trái tim của chúng ta, tức giận thì hại gan, đau buồn hại phổi, và sợ hãi thì hại thận. Vậy thì có phải chúng ta nên loại bỏ những cái cảm xúc này, hoặc là kiểm soát những cái cảm xúc tiêu cực này để vì chính sức khỏe của chúng ta không ạ? Bản thân Hiếu thì là một người cũng rất là hay bị cái cảm giác lo lắng ấy, và Hiếu luôn luôn lấy cái điều này để tự nhắc nhở mình ạ, khi mà tìm hiểu về sức khỏe. Thì là tự nhắc nhở mình điều này ạ. Và cô bác anh chị biết không ạ, có cực kỳ nhiều những cái yếu tố mà chúng ta rất là khó kiểm soát, từ cái việc thức ăn, rồi những thức ăn này, rồi những cái yếu tố mà cái ngoài tầm kiểm soát của chúng ta ấy, hoặc là nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Vậy thì sẽ xin mời cô bác anh chị xem một cái đoạn clip sau ạ. Việt Nam đang đứng top 2 trên thế giới về tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Theo thống kê của Dự án Phòng chống ung thư quốc gia, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 80.000 người chết và 150.000 người mắc mới. Con số này sẽ không dừng lại ở đó, mà còn gia tăng trong những năm tiếp theo, khoảng 200.000 ca vào năm 2020. Số tiền Bảo hiểm Y tế Việt Nam phải chi trả cho điều trị căn bệnh này cũng lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ.
Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, sở dĩ số ca mắc ung thư tăng nhanh trong những năm gần đây do 3 nguyên nhân chính: thực phẩm bẩn, môi trường ô nhiễm, tuổi thọ tăng, trong đó tác nhân thực phẩm bẩn đứng hàng đầu chiếm khoảng 35%, thuốc lá chiếm 30%, di truyền chỉ chiếm 5-10%, còn lại là các nguyên nhân khác. Chúng ta tìm thấy trong gạo có dầu máy, xác nến, trong trứng có chất độc Sudan, trong sữa có melamin, trong hải sản có phormone bảo quản tươi sống, thuốc tránh thai để vỗ béo, chất kích thích cho tăng chín rau củ quả, da cầm dùng thuốc tăng trọng. Thực phẩm ô nhiễm, không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm. Trong thời đại mà độc tố khắp nơi như vậy, không ai có thể tránh khỏi việc bị nhiễm độc. Chúng ta dường như trở thành thùng rác của các sản phẩm thời đại. Trên thực tế, những độc tố này được tích lũy qua năm tháng, ngày một nhiều lên, tạo thành những lớp độc tố cực kỳ nguy hiểm trong cơ thể, giống như mạc bám trong ống trà. Chúng bám chắc trong cơ thể, sâu trong từng tế bào lục phủ ngũ tạng. Đây là những mạc bám độc tố đen xì bám chắc trong thận. Nó đều là những kim loại nặng, các độc tố hóa học tích tụ. Đây là huyết quản bị tắc nghiêm trọng bởi mỡ tích tụ, máu vón cục. Đây đều là những độc tố tích tụ sau một quá trình hình thành. Chuyên gia thanh lọc độc tố người Ukraine lấy các dữ liệu độc tố trong cơ thể khác nhau lên tới 3-25kg độc tố. Đó là các độc tố từ gan, mật, ống mật là 0,5-5kg. Các loại kim loại nặng như clo, chì, thủy ngân, nitrat khoảng 0,5-2kg. Bộ phận khác có thể đẩy ra muối vô cơ lên tới 3kg. Độc tố đường ruột từ 1-15kg. Tuổi tác ngày càng nhiều thì độc tố ngày càng tăng, độc tố ngấm vào các cơ quan nội tạng, phá hủy tế bào, ngăn cản tế bào hấp thu các chất dinh dưỡng và chặn đường thoát của tế bào chết, dẫn đến các bệnh như gan nhiễm mỡ, xơ gan, gút, xơ cứng động mạch, cao huyết áp, viêm phế quản mãn tính và ung thư. Dạ vâng, không biết là cô bác anh chị có cảm giác gì khi xem clip này? Có phải là cảm giác rất là sợ, đáng sợ đúng không ạ? Và đây cũng là một cái lời cảnh tỉnh, lời nhắc nhở là chúng ta cần phải trân quý hơn nữa cái sức khỏe của mình ạ. Và sức khỏe thì dựa vào ai cô bác anh chị? Chữa bệnh đương nhiên rồi, chúng ta phải dựa vào bác sĩ đúng không ạ? Nhưng mà khi mà để đến gặp bác sĩ thì là có phải là cũng là cái tình trạng muộn rồi đúng không ạ? Và cũng rất là đáng lo rồi đúng không ạ? Và không ai mong muốn điều này. Nhưng mà điều quan trọng đó là phòng bệnh, chúng ta có thể dựa vào bản thân mình. Và chắc chắn rồi, phòng bệnh sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc chúng ta phải đi chữa bệnh đúng không ạ? Và làm sao mà để chúng ta có một sức khỏe tốt và thậm chí là có được cái sức khỏe tối ưu? Thì những cái yếu tố tạo ra sức khỏe tối ưu, cô ba anh chị có thể cùng nhớ đó là một cái lối sống khỏe mạnh. Chúng ta cần phải có một cái tinh thần lạc quan đúng không ạ? Luôn tích cực đúng mọi việc đúng không ạ? Việc ngủ nghỉ đúng giờ, cái việc mà thức quá khuya và thức muộn sau 2-3 giờ ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động của cơ thể. Và chúng ta nên hạn chế hoặc là loại bỏ cái thói quen này, điều chỉnh thời gian ngủ nghỉ của mình. Và cái thói quen ăn uống ấy, cũng cần phải có những cái thói quen ăn uống lành mạnh, đúng giờ. Yếu tố tiếp theo đó là vận động thể dục thể thao ấy. Đây là một cái việc mà vận động ấy sẽ giúp cơ thể chúng ta giải phóng bớt những cái năng lượng dư thừa đúng không ạ? Và giúp khi mà ra mồ hôi nữa thì nó sẽ giúp góp phần đào thải cái độc tố ấy. Và cái khuyến nghị là có thể là chúng ta nên tập thể dục thể thao khoảng 30 phút mỗi ngày, vận động vừa với cái sức và thể trạng của mình. Yếu tố vận động rất là quan trọng đúng không ạ? Và cái yếu tố tiếp theo đó là dinh dưỡng hợp lý. Dinh dưỡng thì chúng ta có thể là cần cân bằng giữa cái dinh dưỡng đa lượng và dinh dưỡng vi lượng đúng không? Dinh dưỡng đa lượng là những cái chất như là bột đường này, đạm này, chất béo. Và thường ở dinh dưỡng đa lượng thì là ít có cái tình trạng bị thiếu, thậm chí chúng ta ăn thừa. Và cái quan trọng là chúng ta lựa chọn được cái chất lượng của cái dinh dưỡng này. Nhưng mà có một cái phần đó là dinh dưỡng vi lượng
là những cái vitamin và khoáng chất, những vi chất rất cần thiết cho cơ thể. Chúng ta cần một lượng nhỏ thôi, nhưng mà nếu thiếu và mất cân bằng ấy, nó sẽ gây nên rất là nhiều nguy cơ về sức khỏe. Nhưng cái phần này thì rất là hay bị bỏ qua đúng không ạ? Chưa được chú trọng. Thế sẽ xin mời anh chị, cô ba anh chị xem một cái clip phần sau nói về dinh dưỡng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cần cung cấp cho cơ thể 5-9 khẩu phần, 400 gram trái cây và rau củ mỗi ngày. Bạn có biết lý do tại sao không? Bởi vì trái cây và rau củ giúp bạn có sức khỏe tốt hơn cho hôm nay, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và nguồn năng lượng của cơ thể. Trái cây và rau củ giúp bạn có sức khỏe tốt hơn trong tương lai, chung giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Tại sao cần dưỡng chất từ thực vật? Bạn có biết trái cây và rau củ chứa các thành phần có giá trị dinh dưỡng rất cao, được gọi là dưỡng chất thực vật, phytonutrient. Phyto theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là thực vật, nutrient có nghĩa là những dưỡng chất của sự sống. Mỗi màu sắc của thực vật đều đem đến những lợi ích cho sức khỏe, bao gồm trái cây và rau quả màu tím giúp tăng cường sức khỏe của não bộ, trái cây và rau củ màu cam tốt cho đôi mắt, trái cây và rau củ màu xanh tốt cho hoạt động của tế bào, trái cây và rau củ màu đỏ tốt cho sức khỏe tim mạch, trái cây và rau củ màu trắng giúp hỗ trợ sức khỏe xương và khớp. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải ăn đa dạng các loại trái cây và rau củ với khẩu phần hợp lý. Tại sao lại bổ sung dinh dưỡng? Khoảng 75% dân số thế giới không ăn đủ số lượng trái cây và rau củ như được khuyến cáo. Vì bận rộn, vì điều kiện môi trường làm giảm lượng dưỡng chất trong rau củ, sẽ có sự mất cân đối giữa những gì chúng ta ăn và những gì chúng ta cần ăn. Vậy làm sao để giải quyết sự mất cân đối này? Chúng ta có thể giải quyết dễ dàng thông qua việc sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng từ thực vật có chứa phytonutrient. Dạ vâng, video clip vừa rồi thì cung cấp cho chúng ta rất là nhiều thông tin và nói về rất là nhiều về dinh dưỡng đến từ thực vật đúng không ạ? Nói về dưỡng chất thực vật. Và chương trình ngày hôm nay thì là một chuyên đề nằm trong cái chuỗi chương trình của dự án chăm sóc sức khỏe chủ động. Và hôm nay thì Hiếu sẽ chia sẻ sâu hơn với cô bác anh chị về chủ đề đó là sức khỏe của hệ xương và những dưỡng chất mà cần thiết và tốt cho hệ xương của chúng ta. Và xin mời cô chú anh chị sẽ cùng tìm hiểu. Có những cái thông tin như sau là xương thì là không ngừng bị hao mòn và tái tạo liên tục. Khoảng 7 năm thì chúng ta sẽ có xương mới, một cái thời gian rất là dài đúng không ạ? Vậy thì cái hệ xương nó rất là quan trọng đúng không ạ? Và canxi thì là khoáng chất có nhiều nhất trong cơ thể. 99% lượng canxi thì sẽ ở trong xương và răng, được tìm thấy trong xương và răng. Và mật độ xương đạt đỉnh cao ở tuổi 30, sau đó sẽ giảm dần theo thời gian. Cô ba chị thấy những cái thông tin vừa rồi có thú vị không ạ? Đó là liên quan đến hệ xương của chúng ta. Vậy thì hệ xương là một bộ phận không thể thiếu của cơ thể. Chúng ta sẽ đi sâu về cái cấu tạo của hệ xương. Thì hệ xương gồm có hai hệ xương của cơ thể con người ạ. Gồm có 206 cái xương và chia ra làm khung xương trục. Gồm 80 xương thì có vai trò là bảo vệ nâng đỡ cơ thể. Còn khung xương chi thì gồm có 126 xương, vai trò là di chuyển và điều khiển các đồ vật. Cấu tạo của hệ xương, đây là cấu tạo của hệ xương ấy, gồm những rất là nhiều cái phần khác nhau. Và cái thành phần hóa học để tạo nên xương thì bao gồm có chất hữu cơ và chất vô cơ. Chất hữu cơ thì chiếm 30% trọng lượng khô của xương, gồm có là gì ạ? Protein, lipid, mucopolysaccharide, trong đó chiếm tỷ lệ cao đó là collagen và các phức hợp protein. Còn chất vô cơ thì chiếm đến 70% trọng lượng khô của xương, gồm là các mối khóa như là canxi, magie, mangan, silic, kẽm, đồng. Và các thành phần hóa học của xương ở mỗi người thì có tỷ lệ không hoàn toàn là giống nhau. Và đặc biệt ý, là khi mà còn trẻ ý, thì cái chất hữu cơ, cái tỷ lệ chất hữu cơ trong xương ấy thì nó nhiều hơn. Xương thì có xương sẽ dẻo dai hơn. Còn càng khi mà càng già đi ý,
thì cái xương, cái lượng phần trăm chất vô cơ trong xương thì nó tăng lên, nó cao hơn, nên là xương sẽ có xu hướng là giòn, dễ gãy, và đặc biệt là những người cao tuổi thì khi mà có tình trạng gãy xương rồi rất là khó liền, đúng không ạ? Và xin mời cả nhà sẽ theo dõi một cái video clip sau về hệ xương ạ. Hệ xương đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng đối với cơ thể. Chức năng đầu tiên là nâng đỡ cơ thể, xương cứng và rất khỏe, giúp hỗ trợ nâng đỡ và tạo dáng cơ thể. Chức năng tiếp theo là giúp cơ thể chuyển động, xương được kết nối bởi các khớp, giúp xương di chuyển dễ dàng. Hệ xương còn có chức năng bảo vệ. Xương bảo vệ các cơ quan quan trọng nằm bên trong xương như trái tim bên trong lồng ngực, não bên trong hộp sọ và tủy sống bên trong cột sống. Một chức năng quan trọng khác của hệ xương là sản sinh tế bào máu. Tủy xương là các mô nằm ở trung tâm của xương sống. Đây chính là nơi sản xuất các tế bào máu mới. Hệ xương đảm nhận vai trò chức năng dự trữ hai khoáng chất canxi và phốt pho. Đây là các khoáng chất cần thiết cho hoạt động của những hệ cơ quan khác trong cơ thể, đặc biệt là các dây thần kinh và cơ bắp. Cuối cùng, hệ xương còn đảm nhận vai trò nội tiết. Đây là một hệ thống phức tạp của việc điều chỉnh hóc môn giúp duy trì cung cấp canxi và phốt pho cho cơ thể. Chúng ta vừa theo dõi một cái video rất là sinh động nói về hệ xương, đúng không ạ? Về chức năng vai trò của hệ xương. Thế thì điều này để cho thấy là cái hệ xương có một cái vai trò rất là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta, đối với sức khỏe của chúng ta, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta không bảo vệ, giữ gìn nhá, không chăm sóc cho cơ thể của chúng ta, cho hệ xương ấy, thì là sẽ thường là có những cái vấn đề sau ạ. Thường gặp đó là loãng xương, đó là cái tình trạng mà khối lượng xương và mật độ xương giảm, nó sẽ làm cho xương mỏng hơn, giòn, xốp và dễ gãy. Cái hình bên cạnh ấy, đó là hai hình ảnh của một cái xương bình thường với cái mật độ xương nó rất là dày đặc và kích. Còn hình ảnh bên cạnh đó là bên cạnh nữa là cái hình ảnh xương nó bị loãng xương ấy, thì là cái mật độ xương nó ít dần, đúng không ạ? Và cái những cái khoảng hở ấy nó rất là rộng, đúng không ạ? Thì thường cái tình trạng loãng xương nó xuất hiện ở tuổi 35 trở lên, và tỷ lệ loãng xương ở phụ nữ, đặc biệt là sau tuổi mãn kinh ấy, thì là khoảng 3-40%, và phụ nữ thường có xu hướng là cái tình trạng loãng xương nhiều hơn là nam giới. Một cái tình trạng nữa là còi xương thì thường là gặp ở trẻ em ấy, đặc biệt là ở trẻ em. Đó là giờ khi mà cái lượng canxi trong một đơn vị thể tích xương thiếu thì khiến cho xương mềm và yếu, nó dễ bị biến dạng ấy. Cái tình trạng trẻ mà bị chân đi vòng kiềng hay là chân đi vòng kiềng biến dạng ấy. Đó là một trong những cái biểu hiện của tình trạng bị còi xương. Và nó nguyên nhân thì đó là liên quan đến cái việc thiếu vitamin D và ảnh hưởng của hấp thụ và chuyển hóa canxi cũng như phốt pho trong cơ thể. Vitamin D ấy, thì là một cái vitamin tự nhiên cơ thể có thể tổng hợp được từ ánh sáng mặt trời ấy, thì cái việc mà tắm nắng để hấp thụ vitamin D ấy, mà nó sẽ hỗ trợ cho cái việc chuyển hóa canxi phốt pho tốt hơn ấy, rất là quan trọng. Và cái thời gian mà tắm nắng ấy, thì cô bác anh chị biết không ạ, theo cái nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia ấy, và hiểu thấy là có một số những cái khi mà đơn thuốc ấy, mà hướng dẫn điều trị những cái bệnh nhân COVID ấy, thì là bác sĩ khuyến cáo là nên tắm nắng ở trong khoảng thời gian từ 10 đến 12 giờ và ở một cái thời gian vừa đủ nhất định thôi ạ. Chứ không phải là cái theo thói quen trước đây của chúng ta là tắm nắng trước 9 giờ. Lúc đấy thì là cái lượng vitamin D trong ánh sáng mặt trời là chưa có đủ. Anh chị, cô bác anh chị có thể là lưu nhớ lại cái thông tin này và mình có thể là áp dụng được không ạ? Và nguyên nhân gây suy yếu hệ xương đó là gì ạ? Chế độ ăn uống không phù hợp này, lối sống không lành mạnh, rượu bia, thuốc lá và rất kích thích. Đó rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của hệ xương, đúng không ạ? Và tình trạng thừa cân béo phì cũng sẽ làm suy yếu hệ xương của chúng ta. Thêm nữa là những nguyên nhân, yếu tố liên quan đến giới tính này, tuổi tác, di truyền cũng rất là ảnh hưởng. Và việc sử dụng thuốc chứa corticoid trong thời gian dài.
Vậy thì để hiểu được những cái, biết được những cái nguyên nhân đó thì là chúng ta có thể tìm cách hạn chế, đúng không ạ? Và để tăng cường sức khỏe của hệ xương ấy, thì có hai cái khoáng chất cần thiết mà rất là được quan tâm khi mà chăm sóc sức khỏe của hệ xương, thì đó là canxi và magie. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu về hai cái khoáng chất này, đúng không ạ? Canxi là một cái khoáng chất rất là cần thiết cho cơ thể và thực hiện rất là nhiều vai trò quan trọng. Và nếu mà thiếu đi lượng canxi thì là cơ thể có rất là nhiều nguy cơ. Thiếu canxi sẽ dẫn tới rất nhiều bệnh tật. Dưới đây là một số bệnh thường gặp gây nên sự chú ý ở mọi người. Cơ thể con người có được hình hài khỏe mạnh và khả năng vận động tự do theo ý muốn là nhờ sự hưng phấn của cơ hoành. Canxi đóng vai trò chủ đạo trong sự hưng phấn của cơ hoành. Nồng độ ion canxi trong tế bào cơ thể thay đổi để điều tiết sự co hẹp và sự hưng phấn của cơ hoành. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy hình dáng bên ngoài của cơ trơn và cơ tinh, nhưng dưới tác dụng của ion canxi, hàng loạt các phản ứng sinh lý sẽ diễn ra ở đây. Canxi trong cơ thể ở dạng muối. Canxi nuôi dưỡng xương để tăng độ cứng của xương, làm cho xương trở thành giá đỡ vững chắc của toàn bộ cơ thể. Nếu quan sát kết cấu của tổ chức xương, chúng ta phát hiện thấy khi lượng canxi tích trữ trong xương không đủ để đồng hóa tế bào hình thành xương, sẽ dẫn tới bị rối loạn, dẫn tới lượng xương giảm sút. Đó chính là triệu chứng loãng xương, biểu hiện bởi đau xương, xương dễ gãy, dễ biến dạng. To help the muscle to expand. The whole process is very short. Now we can see the shining calcium ion in the myoplasm net when the muscle contracts. If the balance in the muscle is destroyed for any reason, the smooth muscle and những người bị bệnh loãng xương nghiêm trọng trong đời sống thường nhật, tuy không bị một lực lượng lớn tác động nhưng cũng có thể bị gãy xương. Khi xương đã lành thì càng cần có một lượng lớn canxi để bổ sung. Hiện tượng gãy xương tỷ lệ với việc thiếu canxi. Calcium in the form of bone salt gives hardness to the bones, which enables the skeleton to carry the whole body. If we observe calcium deficiency in the bone, we will find that the metabolism of the bone cells is abnormal. Hiện tượng gãy xương tỷ lệ với việc thiếu canxi. Causes the following symptoms: bone pain. Dạ, ở trong video vừa rồi thì có một cái thông tin rất là quan trọng và có rất là nhiều thông tin, đúng không ạ? Thì có một cái thông tin rất quan trọng, đó là hiện tượng gãy xương thì liên quan đến cái việc mà thiếu canxi, đúng không ạ? Vậy thì càng thấy là tầm quan trọng của canxi đối với sức khỏe của hệ xương của chúng ta như thế nào, đúng không ạ? Và canxi sẽ chiếm 1,5% đến 2% trọng lượng của cơ thể. 99% canxi thì ở xương và răng, 1% ở trong máu và các tế bào. Và tầm quan trọng của canxi đối với cơ thể đó là gì ạ? Giúp xương và răng chắc khỏe, giúp cơ bắp co giãn tốt, tham gia vào quá trình đông máu và giúp chỉ huy phản ứng miễn dịch trong cơ thể. Nó sẽ giúp cơ thể là phát ra những cái tấn công đối với những cái tác nhân gây nên bệnh tật trong cơ thể ạ. Và nó là còn giúp có cái tác dụng đó là truyền dẫn thần kinh. Vậy thì nguồn cung cấp canxi là ở đâu ạ? Canxi thì cơ thể không thể tự sản xuất được và chúng ta phải cung cấp bổ sung từ nguồn thực phẩm, từ việc ăn uống, đúng không ạ? Nguồn cung cấp canxi thì có nhiều trong các thực phẩm, đó là sữa này, thịt, cá, trứng, rau củ, đúng không ạ? Và đây là một bảng cái thực phẩm có thể gợi ý cho các cô bác anh chị có thể lựa chọn thêm trong cái bữa ăn hàng ngày của mình. Đó là những cái thực phẩm rất là giàu canxi như là cua này, ốc này, tôm này, lòng đỏ trứng, hạt vừng này, các loại rau này, các loại đậu này, các loại thực vật mà có cái màu trắng, đúng không ạ? Tốt cho sức khỏe của hệ xương, đúng không ạ? Và nhu cầu khuyến nghị canxi ấy, cho đối tượng từ 9 tuổi trở lên đến người trưởng thành ấy, thì là từ 800 đến 1.000mg mỗi ngày. Đây là cái thông tin của Viện Dinh dưỡng Quốc gia và cái nhu cầu này sẽ thay đổi theo từng độ tuổi
và khác nhau và cũng có sự khác nhau giữa giữa giới nam và nữ. Ngoài canxi ra ấy, thì magie là một khoáng chất cũng cực kỳ cần thiết cho hệ xương. Đây có thể gọi là hai cái khoáng chất này có thể gọi là cặp đôi hoàn hảo cho cái sự phát triển của hệ xương, bởi vì canxi thì là cực kỳ cần thiết rồi đúng không ạ, nhưng mà magie sẽ hỗ trợ cho cái việc mà chuyển hóa canxi, hấp thụ canxi tốt hơn, tức là đưa canxi đến những nơi mà cần nhé. Bởi vì là bất kỳ cái gì cũng vậy, thừa thiếu thì cũng rất là nguy hại đúng không ạ, nhưng mà thừa thì cũng rất là cũng sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề đúng không ạ. Thừa quá không tốt mà thiếu thì cũng không được đúng không ạ. Vậy thì là magie sẽ giúp là đưa canxi đến những nơi mà cơ thể cần. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau về magie. Magie là một khoáng chất quan trọng và nhắc đi nhắc lại điều này ạ. Và khoảng 50-75% cái lượng magie thì tập trung ở trong xương, đa phần còn lại thì phân bố ở cơ bắp và các tổ chức mô mềm, một lượng nhỏ trong máu. Magie chiếm tham gia vào 300 phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Và Hiếu được biết là magie quan trọng đến nỗi là có một cái cuốn sách ấy, nói có cái tựa đề là phép màu magie ấy. Để điều đấy để cho thấy là cái việc cái y khoa phát triển ấy, khi mà nghiên cứu về magie ấy, thì đặt magie là một cái khoáng chất nó cực kỳ quan trọng. Đây là vai trò của magie ạ, là cải thiện sự hình thành tinh thể ở xương và làm giảm nguy cơ loãng xương này, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa canxi, thay đổi lượng hormone liên quan đến điều hòa canxi trong cơ thể này, hoạt hóa 300 enzyme trong cơ thể và tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và cần thiết cho các chức năng bình thường của hệ thần kinh và tim mạch. Rất là quan trọng đúng không cô bác anh chị? Và trong cái quá trình chia sẻ của Hiếu thì là chia sẻ rất là nhiều thông tin đúng không ạ? Nhưng mà cô bác anh chị cũng có thể lưu ý đến cái việc mà chúng ta có những cái tình trạng hoặc là cái dấu hiệu nhận biết cho cái việc thiếu hụt magie. Đó là gì ạ? Chán ăn này, buồn nôn hay là nôn mửa, suy giảm năng lượng cơ thể, lo lắng trầm cảm, gián đoạn giấc ngủ hay tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, chuột rút. Đó là những cái dấu hiệu mà ban đầu nhất có thể là cho thấy là việc cơ thể chúng ta đang thiếu magie. Nhu cầu khuyến nghị magie thì cho từ nguồn Viện Dinh dưỡng Quốc gia ấy, thì cho đối tượng từ 9 tuổi trở lên đến người trưởng thành ấy, thì là 210-300mg một ngày đối với nữ, còn 210-370mg một ngày đối với nam giới. Và thực phẩm dòng magie thì sao ạ? Cô bác anh chị cũng có thể tham khảo ở trên bảng này, đó là những cái thực phẩm mà bổ sung magie cho cơ thể chúng ta. Đó là hạt hạnh nhân này, chuối này, các loại hạt, sữa, yến mạch, hạt hướng dương nữa, đậu hũ. Xương thì luôn diễn ra cái quá trình là hủy xương cũ và tạo xương mới. Hủy xương thì là do cái hoạt động của cái tế bào hủy xương tạo nên. Còn tạo xương thì là hoạt động của tế bào tạo xương đúng không ạ? Quá trình hủy xương ấy thì khi mà càng nhiều tuổi lên ấy, khi cơ thể của chúng ta càng già đi ấy, thì là cái quá trình hủy xương nó sẽ nhanh hơn quá trình tạo xương. Vì thế nên là cái mật độ xương nó sẽ giảm đi đúng không ạ? Và cô bác anh chị biết không ạ, chất chống oxy hóa carotenoid ấy, nó sẽ có tác dụng cực kỳ tốt trong cái việc mà gia tăng mật độ xương, tăng cường sức khỏe của xương, tức là nó sẽ làm hạn chế đi, chậm đi cái quá trình hủy xương đúng không ạ. Và theo một nghiên cứu ấy, thì trong các loài thực vật thì cỏ linh lăng là một cái loại thực phẩm thực vật ý, mà nó có tác dụng cực kỳ tốt đối với cái hệ xương khớp của chúng ta, bởi vì đây là một cái loại thực vật mà nó có sức sống vô cùng mãnh liệt này, cái hệ thống rễ của nó rất là sâu, từ trung bình từ 2-3 mét và thậm chí sâu hơn 15 mét, thì là nó tiếp cận với các con mạch nước ngầm, đồng thời là hấp thu rất là nhiều các khoáng chất từ lòng đất. Cỏ linh lăng thì được mệnh danh là vua của các loài thảo mộc, nó chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất cao nhất trên thế giới và cũng là nguồn axit amin phong phú và giàu dưỡng chất thực vật. Đây cũng là cái loại thực vật mà được lựa chọn trong các sản phẩm bổ sung về vitamin và khoáng chất, đặc biệt là canxi chất lượng cao.
Và có một nghiên cứu ấy, đó là so với nhu cầu khuyến nghị thì người Việt Nam thiếu hụt 50% lượng canxi, còn magie thì thiếu từ 30 đến 50%. Mà cái lượng canxi này và cái cơ thể của chúng ta, tế bào cơ thể của chúng ta ấy, thì mỗi ngày nó sẽ chịu sự tấn công của 10.000 gốc tự do. Và điều này nó sẽ liên quan đến cái sức khỏe, sức đề kháng của cơ thể chúng ta như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì cái câu hỏi là giải pháp để tăng cường sức khỏe của hệ xương của chúng ta là gì? Một cách nó nhanh chóng và thuận tiện nhất, bởi vì là cái việc mà ăn uống của chúng ta thì không đủ, đúng không ạ? Không đủ cả về chất và không đủ cả về lượng, đúng không ạ? Vì cái chất lượng thực phẩm thì là cô bác anh chị cũng được chia sẻ theo dõi từ những cái phần clip ban đầu rồi, đúng không ạ? Còn cái về số lượng thì chắc chắn là chúng ta bị thiếu hụt. Cái việc làm sao mà để chúng ta có một cái giải pháp bổ sung thuận lợi nhất, nó là sự ra đời của rất là nhiều những cái sản phẩm ở trên thị trường ấy, là bổ sung canxi, bổ sung những cái vitamin khoáng chất, đúng không ạ? Nó chính là cái nguồn do ra đời do cái nhu cầu ấy, nhu cầu của cái việc bổ sung ấy. Thì giữa rất là nhiều cái sự lựa chọn sản phẩm như vậy, dược phẩm cũng có rồi, những cái sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ cũng rất là nhiều. Thế thì là không biết là anh chị, cô bác anh chị có giống như Hiếu là mình rất là cảm thấy rất là bị hoang mang trong cái việc lựa chọn ấy. Thì ngày hôm nay Hiếu sẽ xin chia sẻ với cô bác anh chị một cái lựa chọn của Hiếu dành để chăm sóc cho sức khỏe của gia đình mình. Đó là một cái lựa chọn đến từ thương hiệu dinh dưỡng Nutrilite, và xin mời cô bác anh chị sẽ xem một clip sau ạ. Tại sao chọn Nutrilite? Nutrilite là nhãn hiệu tiên phong về thực phẩm bổ sung dưỡng chất thực vật từ năm 1934. Với 80 năm dẫn đầu về khoa học và nghiên cứu, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite chứa những thành phần phytonutrient tốt nhất và hiệu quả nhất. Quy trình sản xuất độc quyền từ khâu chọn hạt giống đến thành phẩm của Nutrilite giúp đảm bảo cung cấp phytonutrient trong bột đông khô thực vật với hàm lượng cao, giúp tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng cao và đáng tin cậy. Đó là cầu nối giúp cân bằng lượng dinh dưỡng thiếu hụt. Nutrilite giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn. Đó là lý do tại sao Nutrilite là nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới. Về thương hiệu Nutrilite thì đó là sự kết hợp giữa là tinh hoa từ khoa học và tinh túy từ thiên nhiên, là một cái thương hiệu mà có lịch sử từ năm 1934, tính đến nay là đã 85 năm phát triển rồi ạ, ở trên thế giới. Và cũng là thương hiệu bán chạy số 1 trên thế giới 13 năm liền về thực phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất. Đó là những cái căn cứ mà rất là quan trọng để cho chúng ta trong cái việc lựa chọn, đúng không ạ, một cái thương hiệu. Tinh túy từ thiên nhiên thì sao ạ? Nutrilite sở hữu các nông trang hữu cơ được chứng nhận duy nhất trên thế giới, là những cái nông trang mà đảm bảo những cái tiêu chuẩn khắt khe nhất về hữu cơ an toàn ấy. Có rất là nhiều hãng sản xuất ở trên thị trường ấy nói rằng cái sản phẩm của họ hữu cơ là sạch, nhưng mà cái nguồn nguyên liệu được chứng nhận ấy thì khẳng định là chỉ duy nhất có thương hiệu Nutrilite thôi ạ. Và cái quy trình sản xuất thì đó là một quy trình khép kín 9 bước từ hạt giống đến thành phẩm đến tay người tiêu dùng ấy, trải qua rất là nhiều những cái kiểm định chất lượng nghiêm ngặt. Đồng thời là những cái nông trại hợp tác với cả Nutrilite còn đảm bảo được nhận được những cái chứng nhận Nutrisoft, là những cái chứng nhận tiêu chuẩn trong việc canh tác hữu cơ. Nutrilite cũng là cái thương hiệu tiên phong sử dụng dưỡng chất thực vật trong các sản phẩm của mình. Và cô bác anh chị vừa được xem những cái video nói về cái tầm quan trọng của dưỡng chất thực vật đối với sức khỏe của chúng ta rồi, đúng không ạ? Tinh hoa từ khoa học là bởi vì Nutrilite sở hữu viện nghiên cứu Nutrilite rất là quy mô ở Mỹ, đồng thời là có khoảng hơn 100 phòng thí nghiệm trên toàn cầu, trong đó Việt Nam là có một phòng thí nghiệm nằm ở trong
khu công nghiệp Bình Dương và sở hữu cái đội ngũ nhà khoa học như là chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu là 1.000 nhà khoa học, chuyên gia cùng với hơn 150 bằng sáng chế. Và khi mà biết đến cái khi mà biết đến cái thương hiệu này rồi thì có phải là Hiếu đánh giá đây là cái thương hiệu đứng số 1 rồi, nên là mình cảm thấy may mắn khi mà đã biết đến thương hiệu này rồi, chọn được cái số 1 rồi thì là mình sẽ không cần phải để ý lăn tăn đến những cái thương hiệu khác, đúng không ạ? Bởi vì trên thị trường thực sự đối với là một người tiêu dùng ấy có rất nhiều sự lựa chọn, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà mình đã chọn được cái tốt nhất rồi thì cũng không phải lăn tăn là mình sẽ phải lựa chọn lại, đúng không cô bác anh chị? Nếu mà cô bác anh chị đồng ý với điều này thì có thể là gõ lên khung chat số 1 để cho Hiếu biết được không ạ? Và có một cái khái niệm ấy mà khi mà chúng ta chăm sóc sức khỏe ấy, thì là cái việc chúng ta cần phân biệt rất là rõ về sự khác biệt giữa thuốc này và thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay thực phẩm chức năng mà mọi người hay nhắc đến ấy, thì thuốc chỉ được sử dụng khi mà cần để điều trị một loại bệnh nhất định, và khi sử dụng thì phải có sự chuẩn đoán và cho phép của bác sĩ. Còn thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì sao ạ? Nutrilite là sản xuất cung cấp những cái sản phẩm gọi là thực phẩm bảo vệ sức khỏe ấy, thì nó giống như là việc chúng ta là sử dụng thực phẩm ăn uống hàng ngày ấy. Và không nhất thiết cần phải sự chuẩn đoán hay là cho phép của bác sĩ, đúng không ạ? Vì chúng ta ăn uống hàng ngày thì đâu cần điều đó, đúng không ạ? Và nếu mà với việc cái việc sử dụng với liều lượng hợp lý hàng ngày ấy, thì chúng ta sẽ có thể hỗ trợ được cái việc mà có được sức khỏe tối ưu ấy và ngăn ngừa bệnh tật. Còn có một cái khái niệm mà mọi người hay nhắc đến nhiều hơn, đó là thực phẩm chức năng. Nó là cái phần giao thoa giữa thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe ấy, là sẽ dùng để hỗ trợ chức năng của một bộ phận nhất định trong cơ thể, ví dụ như là gan, xương khớp, đúng không ạ? Và chúng ta chỉ sử dụng trong một thời gian nhất định thôi ạ. Vậy thì cụ thể ngày hôm nay giải pháp mà Hiếu sẽ chia sẻ với cô bác anh chị cho sức khỏe của hệ xương chúng ta ấy, đến từ thương hiệu Nutrilite, đó chính là sản phẩm Nutrilite Canxi Magie. Một cái sản phẩm này mỗi viên thì nó sẽ chứa là thành phần đến chứa hàm lượng là có canxi này, magie, kẽm, mangan, đồng, bột đông khô, cỏ linh lăng, là những cái khoáng chất và những cái thành phần cực kỳ tốt cho sức khỏe của hệ xương, đúng không ạ? Và sản phẩm này sẽ giúp bổ sung canxi magie, giúp cho hệ xương răng của chúng ta chắc khỏe, nó sẽ hỗ trợ trẻ em phát triển chiều cao, giảm nguy cơ còi xương chậm lớn ở thiếu niên và nguy cơ loãng xương ở người già. Vậy thì đây có phải là một sản phẩm dùng cho cả gia đình, đúng không ạ? Và mỗi lần khi mà sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng 1 đến 3 viên và ngay sau bữa ăn. Và cái sản phẩm này đặc biệt là nó sẽ khác với dược phẩm, là không chứa chất bảo quản hương liệu tạo màu nhân tạo, nên là khi mà mở hộp ra chúng ta cần bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát, và thậm chí như Hiếu còn để vào tủ lạnh vì mở ra mà nó để ở ngoài không khí nó có thể là bị đổi màu ấy, bởi vì không có cái chất bảo quản. Và đây là một vài chú ý khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm đối với những cái đối tượng đặc biệt ấy. Và cô bác anh chị vừa cùng với Hiếu đi qua một cái phần chia sẻ cũng khá nhiều là thông tin, thì Hiếu sẽ xin tóm gọn lại là những cái thông tin mà Hiếu vừa chia sẻ, và hy vọng là cô bác anh chị sẽ có thể là nốt lại cho mình, nhớ được những cái điểm chính, đúng không ạ? Đó là Hiếu chia sẻ về sức khỏe của hệ xương, về việc cần thiết của tầm quan trọng của hai cái khoáng chất tốt cho hệ xương là canxi và magie, và một cái thực phẩm mà nó gọi là vua thảo mộc và là chứa rất là nhiều dưỡng chất cần thiết cho cho việc chăm sóc sức khỏe hệ xương chúng ta, đó là cỏ linh lăng, đúng không ạ? Và Hiếu cũng vừa mới chia sẻ với cô bác anh chị đó là cái giải pháp đến từ Nutrilite, là sản phẩm Nutrilite canxi magie, với những cái thành phần rất là tuyệt vời cũng như là công dụng cực kỳ tốt cho hệ phát triển, cho sự phát triển của hệ xương, đúng không ạ? Và đây chính là cái sự lựa chọn của Hiếu
cho bản thân và gia đình mình. Và đây là sản phẩm mà cái hộp canxi magie mà Hiếu đang sử dụng. Với mỗi cái viên canxi magie như này ạ, thì cô bác anh chị biết không ạ? Hiếu sẽ chia sẻ một chút về giá đúng không ạ? Giá của mỗi viên như này thì chỉ có giá là 4.000 thôi ạ. Nó còn rẻ hơn là một cái vé gửi xe, là một cốc trà đá chúng ta đi ra ngoài đúng không ạ? Như cô chú anh chị, cô bác anh chị lại vừa thấy cái công dụng của nó cực kỳ tốt cho phát triển của hệ xương, thì vậy thì việc đầu tư cho sức khỏe chúng ta với một cái chi phí như vậy thì có đáng để đầu tư không? Có rất là hợp lý đúng không ạ? Và nếu cô bác anh chị đồng ý với điều này thì có thể gõ lên khung chat phần số 8 giúp Hiếu được không ạ? Dạ vâng, Hiếu sẽ xin kết thúc cái phần chia sẻ kiến thức của mình tại đây. Và rất là cảm ơn cô bác anh chị đã lắng nghe. Nhưng mà Hiếu có một đề nghị là sẽ xin thêm một vài phút để chia sẻ cái cảm nhận khi mà sử dụng của Hiếu đối với sản phẩm này đúng không ạ? Thì đầu tiên là Hiếu sử dụng, Hiếu biết đến sản phẩm này là cách đây là gần 10 năm. Tức là khi mà cái cảm nhận sản phẩm, cảm nhận khi mà sử dụng dinh dưỡng của Hiếu rõ nhất đó là cái thời kỳ mà mang bầu ấy. Thường là mang thai thì là phụ nữ thường rất là cần phải bổ sung canxi, sắt đúng không ạ, và vitamin. Thì Hiếu đã được mang cái sản phẩm canxi này đến hỏi một người em là bác sĩ ạ. Và sau khi mà cậu ấy xem cái thành phần ở trên này ấy, thì cậu ấy nói là ở đây cái sản phẩm này rất là tốt vì nó có cả canxi và magie nữa. Và nó lại ở cái tỷ lệ, đó là tỷ lệ vàng ấy, là tỷ lệ 2:1 cho cái việc hấp thu canxi tốt hơn cho cái hệ xương. Và cái cảm nhận của Hiếu khi trong cái quá trình sử dụng sản phẩm ấy, đặc biệt ở trong cái thời kỳ mang thai ấy, thì là ngoài cái canxi magie thì Hiếu sử dụng nhiều cái sản phẩm khác nữa dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe cho mình và em bé. Thì là Hiếu cảm thấy là mình có một cái thai kỳ gọi là trộm vía là tương đối là khỏe mạnh, và rất là ít có cái tình trạng, thậm chí là không có cái việc mà bị cảm cúm ấy, bị cảm cúm thay đổi thời tiết mà rất là đáng sợ trong cái quá trình cái thời gian bầu đúng không ạ? Và cái việc vận động khi mà bầu bí thì cũng rất là thoải mái, nói trộm vía là cũng khỏe. Và khi mà sinh em bé thì là bé trai thì là nặng khoảng 3,4 cân, nhưng mà mẹ thì không tăng cân quá nhiều. Đó là cảm nhận khi mà cái thời kỳ mà Hiếu mang thai á, thì sử dụng nhiều ở cái sản phẩm này. Và cô Mai anh chị biết không ạ, cái việc mà sử dụng bổ sung dinh dưỡng ấy thì nó không phải việc là chúng ta uống một lần hay hai lần đúng không ạ, nó sẽ cần cái tiêu chí đó là chúng ta phải dùng đúng, đủ, đều, đủ lượng đúng không ạ. Thì khi mà biết đến cái sản phẩm này ấy, là lúc đó là Hiếu còn là một sinh viên ấy, vừa mới ra trường, thì khi mà được chia sẻ sản phẩm thì Hiếu cảm thấy rất là tốt và mua về cho bố mẹ của mình ở nhà dùng ấy. Nhưng mà cả nhà biết không ạ, khi dùng một cái gì đó ấy, là mà mình không hiểu rõ về nó thì sẽ không có cảm nhận nhiều đâu ạ. Hiếu mua về cho bố mẹ và bố mẹ dùng thì lúc dùng lúc không này, thậm chí là ông bà là còn để kiểu là không dùng hết ấy, để hỏng sản phẩm. Cảm thấy rất là tiếc. Thì mình rất là mong muốn là chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ đúng không ạ? Nhưng mà vì khi dùng mà mình lại không tìm hiểu rõ, mình không có kiến thức, thì mình sẽ không cảm nhận và không dùng được đúng đủ đều để nó sẽ cải thiện sức khỏe của mình đúng không ạ? Đấy là cảm nhận, đấy là cái chia sẻ, cái câu chuyện của Hiếu khi mà dùng. Nhưng mà sau này khi mà bố của Hiếu ấy, có cơ hội tham gia một số cái chương trình về chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng ấy, thì là đến bây giờ thì là ông bà là chủ động là việc hỏi là ví dụ thỉnh thoảng có cái tình trạng đau lưng hay là mệt mỏi ấy, ông bà hay có hỏi là mua cho bố mẹ một hai lọ canxi để dùng chẳng hạn. Đó, đấy là khi mà có kiến thức ấy, thì cái việc sử dụng nó sẽ rất là khác biệt so với việc là dùng mà không biết là mình dùng cái gì, mặc dù là tốt đúng không ạ? Đó là Hiếu xin chiếm dụng một chút thời gian của cô bác anh chị để chia sẻ thêm cái cảm nhận trong quá trình sử dụng của Hiếu được không ạ? Và Hiếu xin gửi lại Michelle MC một lần nữa, thì cảm ơn cả nhà mình đã lắng nghe phần chia sẻ của Hiếu ạ.